Rồi các bạn thấy là mình có cái ảnh của cái lá sen ở đây. Đã có sẵn mấy giọt nước. Bây giờ mình sẽ tạo những giọt nước khác xem thử nó có giống những giọt nước mà đang có hay không. Giọt nước ở đâu mà vô lý? Ôi, dưới lá là bình thường. Chưa kịp chạy mà. Đúng rồi, xương mới động chưa kịp chảy mà. Cong sao? Cong theo cái đường sống của hả? Tại sao bông sen nó mà vô lý? Ok. Như vậy giả sử mà nó có lý thì nó có dễ nhìn không? Nếu bỏ hai cái vị trí mà các bạn nghĩ là nó vô lý đi. Cái này người ta chụp hình luôn mà làm sao mà có lý mà không có lý ở đây? Ừ. Vậy hả? Hả? Giống không? Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ vào làm các cái giọt nước này như thế nào? Và đây là những giọt nước mà chúng ta tạo ra. Thầy trò à? Không có lý à? Làm sao mà không có lý được? Đẹp thế mà không có lý. Các bạn sẽ tạo cho thầy một cái laser mới. Và laser này các bạn để đâu cũng được cả. Để trên để dưới gì cũng được. Và tạo cho thầy một cái vòng tròn. Tô màu nhé. Tô màu gradient. À, chọn kiểu tô. Và các bạn tô màu gradient. Đấy. Được chưa? Cạnh trên D bỏ vùng chọn. Bây giờ màu này thì chúng ta sẽ chọn chế độ hòa trộn làm sao mà thấy được cái nền của cái lá. Và khi mà chúng ta di chuyển đi chỗ khác thì cái nền nói chung là cái màu ở phía sau á nó sẽ thay đổi theo cái vị trí của chúng ta. Multiply á là nó sẽ hòa trộn màu. Còn chúng ta đang chọn ở đây là overlay. Đấy. Các bạn thấy là nó thể hiện cái màu phụ thuộc vào cái vị trí của các bạn đặt. Còn nếu như mà chỗ này các bạn chọn multi-light thì chỗ đen là nó đen đậm rất đậm luôn. Còn chỗ trắng thì nó thể hiện chúng ta không có thấy được cái nền ở phía sau. Không thấy nền. Như vậy các bạn chọn cho thầy là overlay. Đó. Các bạn đặt ở đâu thì giống như là nó đậm thêm cái phần chỗ đó lên thôi. Đậm lên thôi. Và chúng ta sẽ chọn chế độ và các bạn chú ý rất kỹ ở cái góc. Và chúng ta có hai cái hiệu ứng là hiệu ứng bóng trước và hiệu ứng bóng sau. Đó. Như vậy các bạn thấy là chúng ta có hai cái bóng. Một là cái bóng ở bên trong nè. Bên trong giọt nước nè. Và một cái bóng đổ nè. Đó, các bạn thấy là cái bóng đổ của cái đấy, một cái bóng đen đen ở phía sau và một cái bóng bên trong cái vòng tròn. Một cái là in inter, một cái là out hoặc là drop shadow là bóng đổ để cho các bạn có giống như là phía chỗ này nó sát với chiếc lá nó đậm lên. Như vậy chúng ta sẽ xử lý tiếp cái layer 3. Và chúng ta sẽ chọn một cái là inner shadow là bóng đổ ở bên trong. Và chọn chế độ hòa tròn của nó là linear. Plane linear là dạng theo đường thẳng. Và chúng ta sẽ chọn cái chỗ này các bạn thấy rất là đậm. Góc của nó là 128 nè. Góc nó rất là đậm. Và chọn là 40% thôi. Tô 40%. Và chúng ta cho cái bóng này nó hướng theo hướng nào đây? Dưới mà hiện nay nếu 128 thì nó hướng lên thì chúng ta kéo ngược xuống đây à, kéo ngược xuống dưới này thì chúng ta chọn khoảng cỡ trừ 30 độ và chúng ta thấy nó cũng lớn quá nó không có được hay. Chúng ta chọn là khoảng cỡ 2 thôi, chỗ này khoảng cỡ 5 hoặc 6, 5 cũng được. Đó là cái size, khi mà các bạn tăng size lên các bạn sẽ thấy có chuyện gì khác.
Ví dụ như các bạn tăng size lên nè, nó phủ hết luôn cái vòng tròn của chúng ta, và chúng ta chọn khoảng cỡ 5 thôi. Đó là tương đối, nó bao quanh từ bên này, nó bao quanh qua nè, nhưng mà nhỏ thôi. Chú ý chỗ này, và các bạn chú ý cái chỗ góc này giùm thầy. Đây, các bạn chú ý ở chỗ góc nha. Chỗ góc này thầy chọn là -30, và thầy đánh dấu ở đây là View Global Lines. Global là gì? Tí đi dịch ha. Rồi, Google dịch cho thầy. Nói chung là nó sẽ sử dụng một cái góc mà hôm trước thầy có nói với các bạn là để trong cái trường hợp mà các bạn ghép ảnh á, ví dụ như là các bạn đặt cái hướng của cái bóng đổ cho một người nào đó trong bức ảnh, hoặc là một vật nào đấy theo một góc, thì những người khác, những vật khác chúng ta ghép vào nó cũng phải theo đúng cái góc đó. Tự nhiên là đứng chụp hình chung, người á thì bóng ngã về hướng này, người thì bóng ngã về hướng khác, là thấy nó hơi vô lý. Cho nên người ta muốn sử dụng cái góc ở cái chỗ là view globalize, tức là cái ánh sáng này nó sẽ được sử dụng một cách là tổng quan hết cho cả một cái bức ảnh luôn. Khi mà chúng ta thay đổi góc là nó thay đổi theo. Như vậy giả sử nếu mà chúng ta quên bỏ cái dấu này đi, ok, thì chuyện gì xảy ra? Rồi chúng ta sẽ cho nhỏ lại. Nếu mà chúng ta mới tạo như vậy thì ok, thấy nó cũng ổn rồi đó, nhưng mà nó chưa thấy cái bóng mờ ở phía dưới nè. Chúng ta chọn thêm một lần nữa, và chúng ta chọn nó là drop shadow, là bóng đổ. Và bóng đổ hiện nay, nếu mà chúng ta chọn cái góc là view global line, thì có phải là bóng đổ nó cũng lấy đúng cái góc đó không? Tất cả mọi thứ nó đều lấy đúng góc là -30. Cho nên cái -30 này nó lại hướng lên. Thì chúng ta muốn cho cái bóng đổ nó xuống giống như thế này, có phải là chúng ta xoay cái góc này lên không? Xoay góc này lên thì cái này nó lại sẽ lên. Nãy -30 nữa. Như vậy thì cái này là nó dùng theo cái góc tổng quan của cả bức ảnh. Vậy thì chúng ta tắt đi, tắt nha. Chỗ này chúng ta đặt lại là -30 và bỏ cái này đi. Tức là chỉ có mỗi mình nó là -30 thôi, không liên quan gì đến ai hết. Nó không cần biết ai cả. Được chưa? Rồi, và chúng ta chọn xuống drop shadow. Bỏ luôn cái này luôn. Và chúng ta đặt của nó một cái góc khoảng cỡ 125, 27, 28 gì đó, tùy chúng ta. Thấy hợp lý thì chúng ta dừng lại. Và ở đây các bạn cũng chọn chế độ là Liner Blend, và bạn chọn độ opacity là chất lượng của nó khoảng cỡ 30. Rồi, cho nó dài dài, rộng rộng ra tí xíu cho nó mờ. Chứ hiện nay các bạn thấy là nó rất là đậm, nó sát với lại cái giọt nước của chúng ta. Chúng ta cho chỗ này 6, 7 hay là 8 tùy các bạn. Chỗ này là 12 đi, gấp đôi. Cho nó tán ra, cho nó mờ. Được chưa? Và chú ý giùm cho thầy cái góc là bỏ cái dấu check này đi. Bỏ dấu check này đi. Như vậy các bạn đã cơ bản là các bạn có được cái giọt nước rồi. Còn cái bóng ở bên trên nè, giống như cái bài mà quả bong bóng mà hôm trước mình làm đó. Như vậy các bạn chỉ đơn giản là tạo một layer mới và chọn kiểu là vẽ màu trắng, kiểu vẽ đó, kiểu vẽ NS bằng 0, tức là độ cứng bằng 0. Rồi cái size các bạn cho lớn hoặc nhỏ là tùy chúng ta. Đấy, được chưa? Đó, bấm một lần thôi, không có gì mà khó khăn cả. Và như vậy thì cả hai phần này các bạn đã có là một giọt nước mới. Giọt nước mới. Tắt giọt nước này đi. Và chúng ta sẽ có giọt nước thứ hai. Như vậy các bạn khi mà di chuyển đó, thì các bạn di chuyển cả hai layer này cùng lúc. Gọt thì các bạn khó chỉnh. Các bạn nên để là link layer. Thì chỉ cần bạn chọn một layer để di chuyển thì nó sẽ di chuyển cả hai. Không cần phải mệt. Nếu bạn mệt layer rồi á, là bạn chỉnh, ví dụ bây giờ bạn muốn chỉnh cái đốm sáng này lên cao tí xíu, chỉnh không được.
Còn bây giờ chúng ta thì chúng ta chỉnh được, chúng ta bỏ cái link này đi in. Rồi bây giờ chúng ta chỉnh cái lóng sáng đi đâu là tùy chúng ta. Còn nếu mà chúng ta muốn liên kết lại, chọn hai layer, lấy chuột phải các bạn, liên layer, được chưa nào? Và chúng ta chỉ cần việc là Ctrl Z, chúng ta nhân đôi cái layer này lên và di chuyển qua chỗ khác. Ctrl T là các bạn thay đổi cái độ lớn của nó. Bây giờ giả sử chúng ta nói là nó vô lý ở cái chỗ là cái bông sen lúc nãy, không, cái lá thì nó còn giữ lại được giọt nước, còn nếu mà cái bông này thì nó không giữ được mà nó phải chảy xuống. Nhưng mà chúng ta làm cho cái giọt nước này bắt đầu chảy xuống thì ra lúc nãy các bạn phát hiện ra nó vô lý là rất là tốt rồi. Chúng ta sẽ nhân đôi cái layer lên, nhân đôi layer. Ok, ở sao nó liên kết nhiều vậy? Liên kết 3 layer. Bây giờ chúng ta chọn nè, hình như là hồi nãy thầy chọn Ctrl G là thầy chọn có một layer phải không? Cho nên là nó Ctrl G layer 3, 4 nè. Ok, bây giờ mới đúng nè. Rồi thầy di chuyển một cái lên đây. Bây giờ sẽ cho cái giọt nước này, cho cái giọt nước này nó dài ra. Bây giờ chúng ta sẽ sửa là sửa layer 3, đúng không? Layer 3, bỏ cái link đi. Bây giờ sẽ sử dụng trong cái filter, được chưa? Filter thì trong này nó có một cái cửa sổ để cho các bạn điều chỉnh rất là nhiều cái kiểu mà chúng ta sẽ xử lý hình ở trong này. Ctrl Shift Ctrl X. Trong cái bảng này cho chúng ta làm cái gì? Chúng ta có thể zoom cho nó lớn lên thì chúng ta dễ làm. Rồi, trong này các bạn thấy nè, kéo nè. Cái này nó có hình dáng cái gì các bạn? Các bạn thấy hình dáng của nó là ngón tay mình tì xuống, giống như mình miết ra, miết đẩy ra. Như vậy thì các bạn dùng cái ngón tay, các bạn sẽ chọn và đẩy cái hình này ra, lít chuột xuống, kéo ra. Các bạn cho size nó nhỏ lại tí xíu, bởi vì cái size của chúng ta lớn quá. Muốn tăng size lớn nhỏ bấm phím gì? Ctrl cộng trừ là zoom rồi. Còn cái này của chúng ta Ctrl, đó, cái này là zoom, Ctrl cộng trừ là zoom. Còn cái mà chúng ta đang dùng là dấu mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn, để cho đối tượng của chúng ta nó sẽ nhỏ và lớn. Và chúng ta lấy chuột ở đây, chúng ta kéo ra. Đấy, chúng ta đã tạo được hình giọt nước ở đây. Được chưa? Đó, các bạn có thể là lít chuột các bạn kéo. Rồi, được chưa? Lố quá à. Rồi, ok. Đấy, như vậy các bạn thấy là cái giọt nước của mình nó đã bị thay đổi. À, được chưa? Màu trắng là do lúc nãy thầy di chuyển, thầy không có mang nó theo. Rồi mang cái màu trắng này đi luôn. Màu trắng này là layer 4 copy 2. Bây giờ màu trắng nó không hợp rồi, bây giờ làm sao? Bây giờ thực ra cái màu trắng này á, các bạn chọn nó đơn vậy nó không có đẹp. Chúng ta chọn lớn lên tí xíu. Và nó sẽ giảm chất lượng xuống một tí. Ok, được chưa? Chúng ta có thể di chuyển lên trên một tí.
Rồi, như vậy các bạn đã điều chỉnh được cái giọt nước của chúng ta. Và các bạn sẽ copy ra. Các bạn nên bỏ vô group. Và khi chúng ta copy group thì chúng ta không cần phải link layer. Được chưa? Đó, các bạn bỏ vô group. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện được một cái bài tạo một cái giọt nước. Được chưa nào?